Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Bảohiemmoi.com, đang cần tuyển chuyên viên có bằng bảo hiểm hay địa ốc, 714-251-1206. Từ quán Minh Tơ, anh Tuấn, Đoàn Trọng xin tái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng. Good morning, anh Tuấn. Kính chào anh Đoàn Trọng, kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang đến với chương trình Cà Phê Sáng được phát đi trực tiếp với quý vị ngay tại studio của Lido Sài Gòn TV vào ngày hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 10. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, 7 giờ sáng ngay tại Nam California vẫn là bầu không khí khá là ảm đạm thưa quý vị. Nhiệt độ trung bình vào buổi sáng vào khoảng 62 độ vào lúc 7 giờ sáng. Cao nhất vào hôm nay chỉ vào khoảng 77 độ vào ban ngày. 55 độ vào ban đêm, khá là mát mẻ. Một lần nữa hôm nay sẽ là một ngày đầy mây mù. Một phần cũng là sự ảnh hưởng của những trận cháy ở ngay tại Anaheim Hill. Bắt đầu từ ngày mai và cho đến cuối tuần này, quý vị sẽ cảm giác được nhiệt độ ấm dần lên, khác xa với những dự đoán vào hôm đầu tuần cho biết rằng cuối tuần này sẽ là một ngày mát mẻ. Cuối tuần này, nhiệt độ có nơi sẽ lên tới 93 độ tại các khu vực Anaheim hay là Quận Cam. Trong khi đó thì các khu vực nằm ở sâu trong miền lục địa Riverside and Palm Springs có nơi sẽ lên tới 98 hoặc thậm chí 99 độ thôi. Kính thưa quý vị, chúng ta vòn vẹn chỉ còn vài tháng để tiến đưa 2017. 2017 là một năm đánh dấu nhiều thiên tai đến với nhân loại ở trên hành tinh này. Có thể nói từ Hoa Kỳ cho đến tại Việt Nam đều những có những cái thiên tai đến, đặc biệt trong thời gian gần đây quý vị đã chứng kiến những cái thiên tai dồn dập đổ xuống Hoa Kỳ. Và trong hai ngày qua quý vị thấy một cái đám cháy mà có thể nói gây nên nhiều bàn tán xôn xao và làm chạm đến cái lòng nhân đạo của tất cả những người đối với những nạn nhân của vụ cháy ở tại miền Bắc California. Trong lúc đó sáng nay thì chúng ta đã thấy một cái cảnh tượng có thể nói bão lụt đã tràn xuống từ miền Bắc cho đến miền Trung. Tất cả những thành phố ở tại ở miền Bắc hiện nay đang còn đối diện với một trong những cái mực nước mà có thể càng ngày càng cho thấy có nhiều dấu hiệu gia tăng. Một trong những sự kiện đã làm dao động tất cả những người dân ở miền Bắc, kính thưa quý vị, đó là hiện cảnh xảy ra tại lở đất ở Hòa Bình và trong đó 18 người đã bị vùi dập ở dưới đống đất đổ nát. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì tất cả với những cái nỗ lực của chính quyền địa phương, họ đã kiềm chế được 9 thi hài. Và trong tương lai không biết những thi hài bị mất dưới cái đống đất đó có tìm kiếm được hay là không. Đặc biệt thì tại sông Hồng, một trong những cái vấn đề gọi là quan tâm nhất đó là vấn đề điện ở nhà máy thủy điện Hòa Bình đã tràn ra nước và 10 thước của khoảng con đê ở trên sông Hồng đã bị vỡ, gây nên nhiều cái cảnh có thể nói lụt lội tang thương đang xảy ra tại miền Bắc. Tỉnh Thanh Hóa, nơi dồn dập của những con sông Mã cũng giống như những con sông khác đã tạo nên một luồng nước chảy xiết qua các tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình. Đó là một vài hiện tượng mà chúng tôi ghi nhận được sáng nay tại Việt Nam qua tin của VN Express. Và đến bây giờ thì trở lại vụ cháy ở Anaheim, đến bây giờ có gì có thể nói làm nguy hại cho tất cả những ngôi nhà ở Anaheim nhiều không thưa anh Tuấn? Về vụ cháy của Anaheim không có gì cập nhật ngoài những chuyện mà các lực lượng cứu hộ đã coi như là phong tỏa toàn bộ cũng như làm khuyến cáo rằng tất cả mọi người cho tới hiện tại giờ phút này vẫn nên coi như canh chừng về cái khói và những ảnh hưởng của khói. Trong cùng lúc đó trở lại với lại những cái vụ cháy ở ngay tại miền Bắc, như trên hình ảnh quý vị đang thấy, một số ít những tin tức cập nhật cho biết rằng cho tới ngày hôm nay đã có ít nhất là 23 người bị thiệt mạng. Trong cùng lúc đó thì 285 người bị mất tích. Những người bị mất tích có thể là do người ta di tản không đúng cách và người thân của họ thông báo rằng họ không có thể nào tìm được người thân nên được liệt vào danh sách bị mất tích. Những cái trận cháy bão hỏa đã thiêu rụi tới 170.000 mẫu đất rừng. Trong cùng lúc đó thì 3.500 căn nhà bị phá hủy thưa quý vị. Và liên tục suốt 4 ngày vừa qua, lực lượng cứu hỏa người ta cho biết rằng đây là trận cháy mà
coi như nguy hiểm và người ta đã không ngủ suốt đêm thưa quý vị. Bởi vì ảnh hưởng của gió và cũng giống như những cái tro bụi đó đã làm ảnh hưởng sức khỏe không những của các lực lượng cứu hỏa mà cũng những người dân ở trong khu vực, nhất là Napa Valley hay là Sonoma County. Thật sự có thể nói rằng là khó có để tưởng tượng được những cái cảnh hải hùng đang xảy ra ở tại miền Bắc California qua Santa Rosa. Điều mà người ta nói đến tất ngay cả tất cả những nhân viên cứu hỏa không có thể dễ dàng để cho họ làm cái công việc này, vì gia đình của họ, nhà của họ cũng đang bị cháy và những người thân của họ cũng không biết đang ở đâu. Đó là một trong những sự kiện mà theo cái cơ quan cứu hỏa ở miền Bắc California cho biết đang gặp tình trạng khó khăn. Và tất cả những cái người mà chủ tất cả những cái nông trại trồng nho ở vùng Napa, là một trong những vùng nổi tiếng nho xuất sắc nhất ở tại miền Bắc, nơi mà sản xuất rất là nhiều vàng nổi tiếng, cũng đang lâm vào một cái hoàn cảnh khó khăn. Điều mà người ta nói đến là tôi muốn khóc lên được khi nhìn thấy những cái tình huống đó. Một trong những nhân vật đó là ông Pierre Bibon, ông ta đã làm sống với cái nghề rượu nho này ở trong Napa Valley đã trên 20 năm nay, và bây giờ ngọn lửa đã thiêu đốt hết tất cả những gì tài sản của ông đã có. Và có một điều khi gặp báo chí hỏi ông phải làm cái gì, ông chỉ có I want to cry, tôi chỉ muốn khóc lên mà thôi. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì chúng tôi cũng cần nói đến quý vị hiện tượng mà hiện nay một trong những cái gọi là nông trại mà được phát triển rất nhiều, đó là những nông trại trồng cần sa. Thì những cái nông trại cần sa cũng bị ảnh hưởng lây, và những cái nông trại này thưa anh Tuấn, họ không có bảo hiểm vì chưa có một cái đạo luật này cho phép để bảo hiểm những cây cần sa này. Thì đây là một cái số lượng rất lớn cũng bị ảnh hưởng qua cái cơn cháy ở tại phía bắc của California thưa anh Tuấn. Khu vực bị cháy trong tuần vừa qua gần Napa Valley, hay chính xác hơn là ở ngay tại khu vực địa hạt Mendocino, khu vực này được ví như là một tam giác ngọc, bởi vì nơi đây tập trung rất nhiều vừa để người ta trồng cần sa. Mặc dù cho tới hiện tại bây giờ, việc mà cho phép sử dụng cần sa hay buôn bán cần sa vẫn đang là một đề tài tranh cãi, nhưng theo ước tính có từ 10.000 cho tới 15.000 trang trại đã bị đốt cháy. Nhưng cái điều đặc biệt ở đây, thưa quý vị, đó là những trang trại này sẽ không có được nhận tiền bảo hiểm. Ví dụ như căn nhà trên đã cháy, trên hình ảnh quý vị đang thấy, có thể là cơ quan bảo hiểm sẽ đền bù cho người chủ nhân căn nhà. Tuy nhiên, thì những trang trại trồng cần sa gần đó mà ước tính có khi lên tới cả hàng triệu đô la thì không được nhận tiền bảo hiểm, bởi vì các cơ quan bảo hiểm cho tới tận bây giờ họ vẫn chưa được luật pháp cho phép tiếp cận tới cái thị trường này thưa anh. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện tại miền Bắc California. Con số mà chúng tôi ghi nhận được trong những 4 ngày qua đến bây giờ thì có trên 23 người bị chết, hàng trăm người có thể nói đang ở trong tình trạng mất tích, chưa kiếm được thân nhân của họ, và hàng chục ngàn ngôi nhà cũng giống như trên 170.000 mẫu ăn đang bị tàn phá bởi ngọn lửa. Có thể nói đây là một cái thảm cảnh của chiến tranh, đây là một cái thảm cảnh của địa ngục mà lần đầu tiên người dân ở miền Bắc California phải đón nhận thưa anh Tuấn. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì chúng ta nói đến một trong những cái sự kiện mà được nói đến nhiều nhất, kính thưa quý vị, đó là vấn đề immigration, di trú. Thì sáng nay Bộ Nội an Hoa Kỳ đã có những cái điều mà có thể nói rằng là người ta khó ngờ được. Đó là Bộ Nội an Hoa Kỳ Homeland Security Department, họ đưa ra một cái thông báo là họ có thể duyệt xét tất cả những cái vấn đề di trú đối với ngay chính cơ quan của họ và chưa cần đít phải đi qua quốc hội. Đó là những vấn đề liệu họ có còn bảo trợ cho tất cả những người hồi còn trẻ đến đây với người những người đi kèm hỗ trợ họ, nhưng đến bây giờ thì đã quá tuổi, liệu họ còn tiếp tục được bảo vệ bởi cái đạo luật gọi là DACA hay là không, là một trong những cái vấn đề. Và đến thì người ta nói đến một trong những cái sự kiện mà người ta nói nhiều nhất, đó là vấn đề liệu vấn đề trục xuất tất cả những người mà gọi là di trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ hiện nay sẽ được Bộ Nội an giải quyết như thế nào. Đó là một trong những cái sự kiện mà tất cả các giới báo chí đều quan tâm đến ngày hôm nay thưa anh Tuấn. Trong cùng lúc đó thì cả thế giới, hay là chính xác hơn là cả liên bang, đều đang nhìn tới những khoản cứu trợ ở ngay tại Puerto Rico, khi mà vào sáng ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump đã có thêm một lời phát ngôn nữa mà cũng đã làm chấn động thưa quý vị. Giữa trong tình cảnh cho tới tận hiện tại bây giờ, mặc dù đa số phần trăm ở ngay tại Puerto Rico đang dần dần được hồi phục lại cơ sở điện lưới, nhưng đa phần vẫn chưa có điện và người dân
nhưng hiện nay đang gặp trục trặc về các khoản viện trợ về nước uống, hay có nơi thì thiếu về lương thực thực phẩm. Nhưng trong cùng lúc đó thì Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng những cái khoản viện trợ của Puerto Rico được gửi tới sẽ không có mãi mãi. Ý muốn nói là Puerto Rico phải tự lực của chính bản thân mình để mà gây dựng lại, chứ đừng dựa dẫm vào bên phía chính quyền liên bang, thưa anh. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã có một chuyến viếng thăm Puerto Rico. Tưởng cũng cần nên nhắc lại, Puerto Rico là một trong những lãnh địa của Hoa Kỳ. Họ không phải là một thành phần của liên bang Hoa Kỳ, nhưng là lãnh địa. Họ không có quyền phổ thông đầu phiếu bầu cử ở tại cái lãnh địa đó. Và Puerto Rico dưới sự điều hành của một thống đốc. Hiện nay Puerto Rico đang thâm thủ một ngân sách quốc gia lên tới 70 tỷ. Và hôm qua thì Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cái lời tuyên bố cũng có thể nói làm sửng sốt tất cả những cái người theo dõi tình trạng cứu trợ ở tại Puerto Rico. Ông ta nói nguyên văn: "We cannot aid Puerto Rico forever." Chúng ta không thể tiếp tục viện trợ cho Puerto Rico mãi mãi được, và đã đến lúc họ phải đưa cái vai ra gánh lấy cái trách nhiệm và để tự đảm trách tất cả những cái sự cứu trợ của họ. Mặc dù tất cả những gói cứu trợ đã được gửi đến trước đây, điều đó cho thấy phản ánh một cái sự việc mà 43% người dân của Puerto Rico hiện nay đang còn thiếu nước, gần có thể nói là 67% hiện nay đang chưa có điện, những vùng ở nông thôn cũng giống như vùng trên Puerto Rico chưa có điện, và thậm chí có nhiều người phải đi ra uống nước ở những cái con lươn mà trong đó thú vật đã chết ở đó và tạo nên những cái con bệnh rất nhiều, thưa anh Tuấn. Có một trong những cái sự kiện này, và người ta nói rằng Tổng thống Donald Trump có thể nói, có thể người ta cũng đưa ra một cái nhận xét, có thể ông cũng rất mạnh dạn và rất đúng, và nhưng bên cạnh đó thì cũng có thể có rất nhiều người chỉ trích ông. Ông đã nói đến lúc Puerto Rico phải đứng lên và phải lo gánh vác cái công việc và chịu trách nhiệm về cái việc mà gọi là xây dựng lại hạ tầng cơ sở của họ, vì chúng ta không thể cứ tiếp tục mãi mãi viện trợ cho Puerto Rico. Kính thưa quý vị, đó là một trong những cái lời nói đã làm đau lòng tất cả những người dân Puerto Rico, nhưng cũng đến lấy lúc tất cả mọi người phải đứng lên và làm tự động tự lấy, gánh lấy cái trách nhiệm của mình, phải không anh Tuấn? Vào hôm nay, bên phía Hạ viện Quốc hội sẽ có một cái buổi bỏ phiếu để mà có được thông qua một cái gói cứu trợ danh sách trong cứu trợ cho Puerto Rico tới 4.9 tỷ đô la trong ngân sách 53 tỷ đô la để mà ủng hộ trong các cơn bão hay không. Vâng, tức là đến bây giờ thì Quốc hội họ sáng nay họ đang họp trên anh Tuấn, cái gói bỏ trợ tất cả là 35 tỷ đô la. 35 tỷ đô la cho tất cả những người cháy rừng ở tại Bắc California, cho những người ở cơn bão Harvey, cho những người ở cơn bão ở tại Florida. Nhưng mà chúng ta cũng nói đến một trong những sự kiện đau lòng nhất là cái sự việc cháy ở tất cả các ngôi nhà ở trên vùng Bắc California. Có thể nói bảo hiểm có, nhưng mà cũng rất khó để có thể nói hồi phục lại cái cuộc sống bình thường của những người đó, thưa anh Tuấn. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị ngay sau ít phút quảng cáo thương mại. Kính mời quý vị cùng theo dõi.